Chào các bác, hôm nay trung tâm máy chiếu VC sẽ lên cho các bác một cái video cho các bác tham khảo bốn cái mẫu máy chiếu hiện nay đang ở trên thị trường. Về form thiết kế các thứ thì nó sẽ là gần như nhau. Nên hiện tại thì em đang ở đây là có bốn mẫu. Còn các cái mẫu của dòng khác thì hiện tại cũng chưa có, thì có thể là một vài hãng nó cũng sẽ cùng form thiết kế như thế này. Thì đây là những cái mẫu máy chiếu mới của năm 2024, nó phù hợp cho cái nhu cầu văn phòng hoặc là trường học. Chiếu cà phê bóng đá ở mùa Euro này vẫn rất ok. Đầu tiên cái mẫu này thì là Acer X1128H. Về hệ thống thiết kế và main mạch thì nó không khác gì nhá. Bốn con này là về thiết kế là nó nhìn là như nhau này. Con này thì con máy truyền thống thôi, Optoma X400LVE, nó đã được khẳng định tên tuổi và thương hiệu ở trên thị trường rất rất nhiều rồi. Về thiết kế của con này thì em vẫn khá là ưng. Về cái bề mặt vỏ máy thì nó là bóng, được dán thêm một cái lớp ni lông ở trên giúp cái máy nó sạch sẽ. Đấy, cầm cũng rất chắc tay. Thiết kế zoom 1.1 như nhau hết. Con Acer này thì vỏ của nó thì rất chắc chắn này, cái vỏ của nó là vỏ sần. Đấy. Nó tránh được những cái vết xước răm răm nhỏ, ví dụ như con này thì nó sẽ để lại xước là để lại ngay. Con InFocus này thiết kế vỏ cũng giống con Acer kia. Đấy, InFocus này là IN112AA. Mã là gọi là P130, P131 đó. Thiết kế đây, hệ thống cổng tín hiệu của nó phía sau đây. Đấy, nó cũng giống với các con kia thôi. Còn đây là một cái mẫu mới của 2024 này, con Vivitech DX330. Con này độ sáng 4000, độ phân giải XGA. Con này thì độ sáng 3800. Con Optoma là 4000. Con Acer thì là mạnh nhất là 4800. Đấy. Thì về độ sáng thì em cũng đã chiếu cảm quan qua rồi, thì sẽ có một cái video chi tiết để gửi các bác về so sánh độ sáng của bốn cái con này. Hiện tại thì ở đây nó chưa đủ điều kiện để mà test một lúc cả bốn con, nhưng về đánh giá cảm quan thì hiện tại là con Optoma đang có cái độ sáng khá là ok. Mặc dù cùng thông số con này cùng thông số với nhau. Về thiết kế của Vivitech thì hiện tại đã cho ra thị trường cái dòng máy DLP này cũng khá là nhỏ gọn, chi phí cũng rất phù hợp, máy màu trắng. Đấy, hiện tại là đa phần bây giờ là máy màu đen cả rồi, thì con Vivitech này là máy màu trắng, cũng giống như các cái hãng ViewSonic thôi, nó cũng thiết kế màu trắng khá là sạch sẽ. Thiết kế của con này thì về cái vỏ mặt thì nó bị lõm xuống, đấy, nó có một cái độ cong xuống. Còn tất cả con này là phẳng, con này thì hơi lôi một chút, con này cũng lôi, còn con này là mặt vỏ của nó như cái thuyền á. Đấy, nó sẽ lõm xuống. Về thiết kế máy thì cả bốn con này thì form cùng một nhà máy thiết kế hay sao, cho nên là về main mạch và thiết kế bố trí thì nó như nhau. Về quy cách đóng gói đóng hộp thì thằng Acer vẫn là ok, nó có thêm một cái chiếc túi này cho các bác để treo đựng. Còn đây là con InFocus, con nào cũng có một cái dây nguồn, một cái dây Vega. Hiện tại không hiểu sao các nhà cung cấp hiện tại vẫn cho dây Vega chứ không cho dây HDMI. Còn Optoma thì là đóng gói cơ bản và cái điều khiển của thằng Optoma này thì là một cái điểm trừ, nó điều khiển dẹt, cái mắt hông ngoài của nó bé. Còn con Vivitech hiện tại cũng đã cho một cái điều khiển to này, mắt hông ngoài nó sẽ to hơn, thì cũng giống như kiểu con InFocus và con Acer, điều khiển to này thì mắt hông ngoài nó sẽ khỏe hơn, giúp chúng ta treo máy lên cao thì bật tắt nó sẽ hiệu quả. Với quy cách đóng gói của bốn con thì là như nhau, thằng Acer thì thêm một cái túi này. Tất cả các máy đều có sẵn ở máy chiếu VC, các bác có thể qua trải nghiệm thực tế hình ảnh và lựa chọn cho mình một con máy phù hợp, hoặc là liên hệ qua Zalo 0973989555 để nhận được một báo giá chi tiết nhất. Anh em thợ đại lý ở các tỉnh thì có thể liên kết để bán lại cái sản phẩm này cho cái năm học 2024 tốt. Một số hình ảnh chiếu ra cho các bác xem. Đấy, video giới thiệu sơ qua về bốn máy chiếu Acer X1128, Optoma X400LVE, InFocus IN112AA và con Vivitech DX330. Đây là bốn dòng DLP hiện tại bên VC đang phân phối. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Các bác để lại comment hoặc là nhận báo giá thì cứ để chat qua Zalo giúp em nhé. Rồi, chào các bác.